Lâu rồi thì series Tầng Mây thứ 9 chưa phát sóng. Lần này chuyên mục trải nghiệm chuyến bay trở lại với một số cập nhật mới ở cả sân bay và dịch vụ trên chuyến bay, như diện mạo mới ở sân bay Liên Khương, phòng chờ Mimosa ở sân bay rộng rãi sáng sủa với đồ ăn thức uống đa dạng và hạng phổ thông cao cấp hay Premium Economy của Viettravel Airlines ra mắt lâu rồi mà giờ mình mới có dịp trải nghiệm. Các bạn cùng đến với những trải nghiệm này với Travip nhé. Xin chào các bạn, lại là Travip đây. Và đã lâu rồi thì là mình chưa làm những cái vlog cho series Tầng Mây thứ 9 hay là series về trải nghiệm chuyến bay, và cũng một số bạn thắc mắc điều này. Và bây giờ thì mình đã trở lại với series Tầng Mây thứ 9. Và những dịp đến ở Đà Lạt thì mình sẽ có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ bay cái đường bay từ Đà Lạt đi Đà Nẵng. Thực ra thì đường bay này trước đây đã có rồi, tuy nhiên thời gian qua thì đang tạm ngưng. Vì vậy thì là nhân dịp đường bay này mở lại từ đầu tháng 6 thì mình cũng sẽ trải nghiệm. Và tại sân bay Liên Khương thì cũng có một chút mới mẻ. Và một chút mới mẻ đó là gì thì các bạn hãy cùng theo dõi vlog ha. Và trong vlog này thì mình cũng sẽ chia sẻ trải nghiệm của một số hãng không với những cái sản phẩm dịch vụ mới trong thời gian qua mà mình chưa kịp cập nhật. Bây giờ thì mời các bạn cùng đồng hành với Travip trên một số chuyến bay đi Đà Nẵng và những nơi khác nha. Tuy 17:20 chuyến bay mới khởi hành nhưng mà mình cũng ra sân bay sớm sau khi trả phòng khách sạn và đi ăn trưa xong. Quay thủ tục sẽ mở trước giờ bay 2 tiếng. Bây giờ thì mình đã đến sân bay Liên Khương. Ấn tượng đầu tiên của mình khi bước vào bên trong sảnh đó là không gian thoáng đãng rộng rãi hơn trước rất nhiều. Bên ngoài thì dường như vừa có một loạt máy làm thủ tục tự động vừa được lắp đặt, nhưng có lẽ là mới lắp nên tạm thời chưa sử dụng được. Bên trong khu vực làm thủ tục cũng được cải tạo lại cực rộng rãi với 28 quầy làm thủ tục dùng chung cho các chuyến bay nội địa và quốc tế. Diện mạo này khác xa so với nhà ga sân bay Liên Khương trước đây. 2 tiếng trước giờ bay, quầy thủ tục của Vietnam Airlines được mở. Hôm mình bay cũng là hôm đầu tiên nối lại đường bay giữa Đà Lạt và Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Mình mua vé trước 4 ngày thì thấy vé hạng phổ thông tiêu chuẩn có giá là 2.275.000, còn vé hạng phổ thông linh hoạt là 2.448.000. Có lẽ là mình mua sát ngày nên hết hạng vé rẻ. Tuy nhiên thì hạng thương gia thì lại còn hạng vé thương gia tiêu chuẩn với giá là 2.728.000 đồng, mắc hơn hạng phổ thông có mấy trăm ngàn, nên mình mua hạng thương gia luôn để được cộng chuyến bay sát hạng và giảm sát hạng nhiều hơn, lại có trải nghiệm thoải mái hơn. Sau khi làm thủ tục xong thì mình qua lối an ninh soi chiếu ưu tiên và tiếp theo là vào phòng chờ. Và đây là phòng chờ Mimosa, một cái tên rất là Đà Lạt. Phòng chờ mới này do Sông Hồng Business Lounge vận hành. Bạn nào hay vào phòng chờ ở đầu Nội Bài có lẽ sẽ biết thương hiệu này với phòng chờ Sông Hồng. Và hôm phòng chờ Mimosa mở cửa ngày đầu tiên là ngày 15 tháng 4 thì thật trùng hợp sao là mình cũng bay chuyến hôm đó. Nhưng đến hôm nay mới bay lại để quay trải nghiệm, chia sẻ với các bạn. Không gian phòng chờ cực kỳ rộng rãi, có lẽ cũng gấp 2,5 hoặc là 3 lần phòng chờ cũ. Có nhiều khu vực ghế ngồi với cả bàn cao và bàn thấp, thuận tiện cho việc ngồi ăn hoặc là nghỉ ngơi thư giãn. Các tiện ích khác trong phòng chờ còn có bàn máy tính và máy in, khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ, sáng sủa, có cung cấp sẵn một số đồ vệ sinh cá nhân khi hành khách có nhu cầu. Phòng chờ cũng có góc nhìn ra đường băng và sân đổ, mặc dù không trọn vẹn lắm. Chuyển qua phần đồ ăn thức uống cho phòng chờ, có thể nói phòng chờ ở đây khá đa dạng về các món. Khu vực quầy đồ ăn nóng có bắp và khoai lang, bánh bao, trứng, các loại rau củ luộc, cơm chiên,
thịt kho đậu hũ, cơm trắng, bún mọc. Về các món nước thì có hôm phòng chờ có phở gà như lần trước đó mình trải nghiệm. Khu vực quầy đồ ăn nhẹ có ngũ cốc các loại ăn với sữa, bánh mì, thịt nguội, phô mai và bơ. Bên cạnh đó là các loại rau quả để trộn salad và trái cây tráng miệng. Đồ tráng miệng cũng đẹp mắt với bánh ngọt, khạch và chè. Một khu vực khác có để nhiều loại trà khác nhau cùng cà phê nóng, đường, sữa đặc và các loại bánh đóng gói. À, bên góc này mình quên giới thiệu là có cả cháo trắng dùng với chả bông và trứng vịt muối. Ở khu vực tủ mát có đa dạng các loại nước ngọt có ga, nước tinh khiết, nước tăng lực và bia cùng sữa chua. Về giá vé và phòng chờ thì theo bảng giá niêm yết ở quầy, chi phí cho mỗi lần vào là 400.000 đồng với thời gian sử dụng tối đa 3 tiếng. Phòng chờ cũng chấp nhận nhiều loại thẻ phi hàng không khác như là ngân hàng và viễn thông. Ở đây thì thẻ Mobifone như mình hạng Titan thôi cũng đã được vào rồi. Chứ còn ở các đầu sân bay lớn thì thẻ Mobifone hạng vàng trở lên mới được vào nha. Giờ mình pha tách trà, lấy chút đồ ăn nhẹ rồi ngồi nghỉ ngơi đợi lên máy bay. Do mình vừa ăn trưa xong nên không muốn ăn tiếp các món nóng cho phòng chờ. Lần trước vào đây mình có ăn các món nóng thấy hương vị cũng khá là ổn. Và cái điều quan trọng là mình cảm thấy thoải mái trong không gian mới này, rộng rãi, thoáng đãng và sáng sủa. Lúc này ngoài trời bắt đầu chuyển nhiều mây và có vẻ như sắp mưa, chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines xuất phát từ Đà Nẵng đã hạ cánh xuống sân bay Liên Khương. Sau khi trả khách sẽ tiếp tục hành trình quay về Đà Nẵng, mà mình sẽ là hành khách đi trên chuyến này. Bây giờ thì mình ra cửa khởi hành. Hành khách đi hạng thương gia hoặc có thể thành viên bông sen vàng hạng Titan trở lên có thể sử dụng lối ưu tiên. Hôm nay mình đồng hành với chiếc Airbus A321 này đi Đà Nẵng. Khoang thương gia có 16 ghế mà mình thấy cũng có khá đông khách ở hạng này. Mình ngồi ghế 1G cạnh cửa sổ bên tay phải. Trước khi bay thì như thường lệ, hành khách được mời khăn vải và thức uống chào đón. Mình chọn một ly nước detox. Ngoài trời có vẻ ngớt mưa một chút, máy bay bắt đầu được đẩy lùi để chuẩn bị khởi hành đi Đà Nẵng. Thời gian bay từ Đà Lạt đến Đà Nẵng được phi hành đoàn thông báo là 50 phút. Máy bay đã ổn định độ cao. Gần đây trên hầu hết các chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines đều được trang bị hệ thống giải trí không dây, nơi các bạn có thể tận dụng để xem phim, nghe nhạc hoặc là theo dõi hành trình bay trên bản đồ. Nếu xem phim nghe nhạc, đừng quên sử dụng tai nghe cá nhân để tránh làm phiền hành khách xung quanh nhé. We'll be right back.
về dịch vụ trên chuyến bay, vì đây là một chuyến bay ngắn nên hãng sẽ không phục vụ suất ăn mà chỉ phục vụ các loại thức uống như nước trái cây, nước ngọt có ga, bia, trà hoặc cà phê. Mình yêu cầu một ly cà phê sữa đá, ngồi nhâm nhi ngắm cảnh. Máy bay cất cánh lúc cuối giờ chiều nên ngắm cảnh cũng đẹp, nhưng mà sẽ đẹp hơn nếu như mình ngồi bên trái máy bay lúc này để có thể ngắm hoàng hôn. Sau khoảng 50 phút bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc mặt trời đã dần lặn. Máy bay cập vào ống lồng. Các bạn khoan tắt video này nhé, vì sau đây sẽ là một trải nghiệm chuyến bay nữa với hạng ghế khá thú vị. Bây giờ thì mình đã về đến Đà Nẵng rồi và các bạn khoan tắt vlog vội nha, bởi vì ngay sau đây sẽ là một trải nghiệm chuyến bay nữa. Đây là lần đầu tiên mình sẽ bay với hạng phổ thông cao cấp hay là Premium Economies của Viettravel Airlines. Sáng nay mình bay chuyến 10 giờ 15 của Viettravel Airlines từ Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng mình thông thả trả phòng và ra sân bay. Bây giờ thì mình đã đến sân bay Đà Nẵng rồi để tiếp tục cho chuyến bay tiếp theo với Viettravel Airlines, và lần này mình sẽ đi hạng phổ thông cao cấp hay là Premium Economy. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm quầy của Viettravel Airlines, có vẻ như là từ quầy số 17 đến quầy số 19 thì phải. Hôm nay mình đi hạng phổ thông cao cấp nên chắc là mình sẽ vào quầy ưu tiên. Theo thông tin công bố trên trang web của hãng thì khi đi hạng phổ thông cao cấp, hành khách có các quyền lợi đáng chú ý như sau, đó là tiêu chuẩn hành lý xách tay 12kg, tiêu chuẩn hành lý ký gửi 40kg, được làm thủ tục ở quầy ưu tiên, được gắn thẻ hành lý ưu tiên, được mời vào phòng chờ hạng thương gia, miễn phí chọn chỗ ngồi hàng đầu, được phục vụ thức uống và đồ ăn nhẹ tự chọn trên chuyến bay, cùng một số quyền lợi khác về thay đổi và hoàn vé. Tuy nhiên, hạng vé này lại không được đi lối an ninh soi chiếu ưu tiên. Về điều này thì mình cũng không có gì để phàn nàn, vì dù sao đây cũng không phải là hạng thương gia. Giá vé hạng phổ thông cao cấp cho chặng từ Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh là 2.819.000 đồng. Nói về hạng phổ thông cao cấp thì đây là hạng gì và ra đời từ khi nào? Thông thường đây là một hạng ghế nằm giữa hạng phổ thông và hạng thương gia, xét về cả giá vé và các dịch vụ đi kèm. EVA Air chính là hãng hàng không đầu tiên cho ra mắt hạng ghế này năm 1991. Ngày nay, hạng phổ thông cao cấp cũng có nhiều tên gọi khác nhau tùy vào hãng hàng không. Trên thực tế thì có nhiều công ty tổ chức giới hạn cho nhân viên không được đi hạng thương gia, thì hạng phổ thông cao cấp đáp ứng được quy định này khi vừa được đi hạng phổ thông nhưng lại có thêm một số ưu tiên tạo sự thoải mái hơn trong việc đi lại. Điều thú vị là không có một tiêu chuẩn tuyệt đối cho hạng phổ thông cao cấp. Mỗi hãng hàng không sẽ đề ra những quyền lợi hay dịch vụ đi kèm. Hạng phổ thông cao cấp đôi khi chỉ dừng lại ở việc ghế ngồi rộng rãi hơn, thêm tiêu chuẩn hành lý. Cũng có lúc hạng này phục vụ hành khách những suất ăn đầy đủ hơn hạng phổ thông bình thường. Và có một số hãng còn đưa thêm quyền lợi phòng chờ thương gia vào vé phổ thông cao cấp. Một số ví dụ về hạng phổ thông cao cấp mà mình từng trải nghiệm. Đây là chuyến bay từ New York về Đài Bắc, mình đi hồi năm 2017 với hạng phổ thông cao cấp của China Airlines. Ghế ngồi rộng rãi hơn hạng phổ thông rất nhiều, kèm theo đó là các suất ăn cũng như hộp đồ vệ sinh cá nhân nhiều hơn hạng phổ thông. Với đường bay nội địa Việt Nam thì lần gần đây nhất mình bay hạng phổ thông đặc biệt là đợt Tết năm 2023 trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Hạng ghế này có nhiều tiêu chuẩn hành lý hơn, suất ăn đầy đặn hơn hạng phổ thông một chút.
Trước đó thì mình cũng bay hạng phổ thông đặc biệt với Vasco trên chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo bằng máy bay ATR-72. Hành khách mua vé hạng này với Vasco được tiêu chuẩn hành lý nhiều hơn, được mời vào phòng chờ hạng thương gia, ngồi khu vực riêng gần cửa lên xuống máy bay và được phục vụ đồ ăn nhẹ cùng thức uống trên chuyến bay. Ngoài ra, trong một lần bay nội địa Mỹ từ Denver đến New York, mình đã bay với hạng ghế Delta Comfort Plus của Delta Airlines. Đây không hẳn là hạng phổ thông cao cấp, nhưng cũng có ghế ngồi rộng rãi hơn hạng phổ thông, đồ ăn có thêm trái cây tươi bên cạnh đồ ăn nhẹ như ở hạng phổ thông, kèm theo nhiều tiêu chuẩn hành lý hơn. Quay trở lại với chuyến bay của Viettravel Airlines thì sau khi qua cửa an ninh soi chiếu, mình lên phòng chờ. Tiện ích phòng chờ là một trong những lợi ích đáng kể của hạng vé này của Viettravel Airlines. Phòng chờ dành cho khách của Viettravel Airlines được sử dụng chung cho khách của các hãng khác cùng khách của các đối tác phi hàng không. Phòng chờ này thì đôi khi mình cũng vào khi bay với Vietjet hoặc Bamboo Airways. Đồ ăn thức uống cho phòng chờ khá đa dạng. Mình ăn một tô phở gà, một đĩa bánh bèo cùng chút đồ tráng miệng cho buổi sáng. Sáng dậy xong ra sân bay luôn nên mình cũng chưa kịp ăn sáng. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị ra cửa khởi hành. Và gần đến giờ, cửa khởi hành đổi từ cửa số 4 sang cửa số 5 cũng ngay gần đó. Hành khách lên máy bay bằng ống lồng. Với hạng phổ thông cao cấp thì các bạn có thể lên máy bay với lối ưu tiên. Và đây là ghế của mình, ghế 2F trên tàu bay Airbus A321. Có một điều thú vị là hàng ghế 2 bên tay phải của máy bay là hàng đầu tiên luôn. Máy bay này thì không có ghế 1D, 1E, 1F. Ban đầu thì mình tính ngồi ghế 1A bên tay trái của máy bay, nhưng khu vực đó đã có hai khách khác cũng đi hạng phổ thông cao cấp ngồi rồi. Trước chuyến bay, hành khách đi hạng phổ thông cao cấp được phục vụ khăn và thức uống chào đón. Có 3 lựa chọn, đó là nước tinh khiết, trà hoặc cà phê. Mình chọn một ly trà. Nếu các bạn có nhu cầu dùng đường và sữa thì các tiếp viên cũng sẽ phục vụ. Máy bay được đẩy lùi để bắt đầu khởi hành bay đến Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay được phi hành đoàn thông báo là 1 giờ và 15 phút. Máy bay ổn định độ cao, mình lấy mấy ấn phẩm trong túi ghế phía trước ra xem. Và trong này có túi nôn nè, tờ hướng dẫn an toàn bay, thực đơn và tạp chí cho chuyến bay. Và chờ chuyến bay nếu các bạn buồn thì vẫn có thể đọc tạp chí để giải trí nha. Còn đây là thực đơn, trong thực đơn có khá nhiều món. Các món nóng thì phải đặt trước và áp dụng cho đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội thôi thì phải. Ngoài ra còn có các món ăn nhẹ và các thức uống khác. Và với vé hạng phổ thông cao cấp như mình thì hành khách sẽ được phục vụ một thức uống và một đồ ăn nhẹ trong thực đơn mà không phải trả thêm tiền. Phần này đã kèm trong vé rồi. Mình chọn một ly cà phê sữa đá và một gói bánh Oreo. Và như một đặc trưng của Viettravel Airlines, hãng hàng không du lịch đầu tiên của Việt Nam thì trên chuyến bay, tiếp viên cũng giới thiệu một số thông tin về điểm đến cho hành khách. Tổng kết lại trải nghiệm chuyến bay hôm nay thì mình thấy một số quyền lợi đáng kể của hạng vé này, đó là được hưởng nhiều ưu tiên trong thủ tục để đỡ mất thời gian xếp hàng, đưa vào phòng chờ hạng thương gia trước chuyến bay, được phục vụ nước và đồ ăn nhẹ trên chuyến bay. Và mình thấy đây cũng là một lựa chọn về dịch vụ cho những ai muốn có thêm chút tiện ích thoải mái khi di chuyển bằng máy bay.
Sau 1 tiếng 15 phút thì máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách được đưa vào nhà ga bằng xe buýt. Mình đến bằng chuyền số 5 để lấy hành lý rồi ra đón xe về nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến bay tiếp theo.